Dano.vn dịch tóm tắt video số 782 dự án Catalyst, tàu hôn hàng tuần, phiên họp số 179. Ngày 16 tháng 10 năm 2024, dự án Catalyst tổ chức buổi họp trực tuyến hàng tuần lần thứ 179 với sự tham gia của cộng đồng toàn cầu. Đây là sáng kiến của các Dano, nhằm tạo ra một nền tảng cho các thành viên cộng đồng cùng nhau đóng góp vào sự phát triển của hệ sinh thái blockchain này thông qua các dự án đổi mới sáng tạo. Tổng quan về dự án Catalyst. Catalyst cho phép mọi người trong cộng đồng có thể gửi đề xuất dự án và cạnh tranh để nhận tài trợ bằng ADA, đơn vị tiền tệ của các Dano. Quá trình này không chỉ là cơ hội để phát triển các giải pháp công nghệ, mà còn giúp cộng đồng các Dano cùng nhau thảo luận và đưa ra quyết định dựa trên bỏ phiếu cộng đồng. Mỗi đợt tài trợ, các dự án đều được đánh giá dựa trên tác động, tính khả thi và giá trị mà chúng mang lại. Từ những ngày đầu tiên, Catalyst đã tài trợ hàng nghìn dự án khắp thế giới. Trong một tuần gần đây, có tới 12 dự án đã hoàn thành. Con số này bằng tổng số dự án đã được tài trợ trong Fund 2 cách đây 3 năm. Các số liệu và kết quả nổi bật từ Fund 12. Fund 12 là một trong những đợt tài trợ gần đây của Catalyst với nhiều thông tin đáng chú ý. Tỷ lệ thành công của các dự án mã nguồn mở Open Source Development đạt tới 64,57%, trong khi các dự án hệ sinh thái mở Open Ecosystem chỉ đạt 25%. MVP, Minimum Viable Product, sản phẩm khả thi tối thiểu, có tỷ lệ thành công thấp hơn, ở mức 20%, trong khi các dự án giải pháp, solution và sản phẩm, product, gặp nhiều cạnh tranh với tỷ lệ thành công lần lượt là 33% và 17,7%. Số lượng đề xuất tăng mạnh từ 900 lên 1.200 giữa hai quỹ tài trợ gần đây, Fund 11 và Fund 12, nhưng số tiền tài trợ không tăng tương ứng, khiến cạnh tranh trở nên khốc liệt hơn. 2,7 triệu ADA đã không được sử dụng do thiếu các dự án chất lượng hoặc khả năng tiếp thị chưa hiệu quả trong Fund 11, một điều mà các nhóm dự án có thể tận dụng trong tương lai. Phân tích xu hướng Fund 12. Trong Fund 12, số lượng ví, wallet, tham gia bỏ phiếu giảm xuống còn 150-220 ví so với số liệu cao hơn của Fund 11. Điều này có thể là do sự tập trung quyền bỏ phiếu vào một số lượng nhỏ các ví lớn. Một điều thú vị là, mặc dù một số dự án phải đối mặt với nhiều phiếu phản đối, upside, như 17 triệu đến 119 triệu phiếu upside, điều này không ngăn cản việc họ nhận tài trợ nếu đạt đủ điều kiện về số phiếu ủng hộ cần thiết. Một điểm đáng chú ý khác là tỷ lệ thành công trong hạng mục sản phẩm giảm mạnh do sự cạnh tranh cao và sự giới hạn về ngân sách, buộc các dự án phải điều chỉnh đề xuất để tăng khả năng nhận tài trợ. Thay đổi trong Fund 13. Fund 13 đã nhận được khoảng 1.700 đề xuất, tăng mạnh so với các vòng trước. Một trong những thay đổi lớn là yêu cầu 25 ADA để tham gia bỏ phiếu, thấp hơn nhiều so với các vòng trước, nhằm khuyến khích nhiều người tham gia hơn. Vòng bỏ phiếu sẽ diễn ra vào đầu tháng 12 năm 2024 và kết quả dự kiến sẽ công bố vào ngày 16 tháng 12. Dự án Catalyst tiếp tục khuyến khích các thành viên trong cộng đồng tham gia đánh giá dự án và đóng góp ý kiến. Những thay đổi gần đây, bao gồm việc hợp nhất các kênh Telegram chính thức của Catalyst với các nhóm khác trong cộng đồng các Dano, cũng như cơ chế xác minh người dùng, đang giúp tạo ra một môi trường an toàn và minh bạch hơn cho các cuộc thảo luận. Bài đọc được thực hiện bởi các Dano.vn. Hãy nhấn like để chúng tôi biết bạn thích bản tin này. Cảm ơn bạn đã luôn ủng hộ kênh của chúng tôi. Hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo.